Lê kính chào quý vị. Tại vì con chiên Vũ Thư Hiên này, rồi rất là nhiều con chiên là luôn xuyên tạc về cái cải cách ruộng đất, cho nên hôm nay Ly mời mời quý vị nghe một cái bài của tác giả Trần Quang Diệu nói về cải cách ruộng đất và nói về phong trào tố cộng. Cải cách ruộng đất ở miền Bắc và phong trào tố cộng dưới thời Ngô Đình Diệm. Thì trước khi nghe bài này thì Ly cũng xin thưa với quý vị, cụ tức là bố mẹ của ông ngoại Ly cũng là địa chủ, bố mẹ của bà ngoại Ly cũng là địa chủ. Thì hồi bé Ly hay nghe ngồi sưởi ở bếp, Ly hay nghe ông bà ngoại Ly kể á, tại Ly sống với ông bà ngoại. Thì ông bà ngoại Ly kể là chỉ cho trong nhà là đất vườn nhà ai ngày xưa là đất của cụ đấy. Thì cụ của Ly, hai cụ của Ly là đều là địa chủ, nhưng mà chỉ bị tịch thu ruộng đất chứ không bị người thì không bị giết chết như là chúng nó tuyên truyền. Là nhà Ly có hai gia đình nhé, Ly nói lại, bố mẹ của ông bà ngoại Ly, bố mẹ của ông ngoại và bà ngoại Ly đều là địa chủ, nhưng mà chỉ bị tịch thu ruộng đất thôi, trừ lại cho một căn nhà một mảnh vườn đó. Còn lại là chia hết cho những người dân khác đó, chứ không ông bà cả các cụ không bị làm sao hết. Thì bây giờ đó thì để cho, tại vì nhiều người trẻ họ vẫn còn bị tuyên truyền, bị xuyên tạc, cho nên Ly mời quý vị nghe cải cách ruộng đất ở miền Bắc và phong trào tố cộng ở miền Nam của tác giả Trần Quang Diệu đăng vào năm 2014 trên sách hiếm. Tôi cho rằng vấn đề cải cách ruộng đất tại miền Bắc và phong trào tố cộng tại miền Nam, ngoài những sự thật là cộng là địa chủ, là cường hào ác bá, ỷ thế giữa quyền thực dân pháp, chứ lẽ nào gần cả trăm năm cai trị mà thực dân pháp lại không thể có tay sai bản địa. Do đó những vụ trả thù trả oán về những vụ việc xích mích hận thù cá nhân không làm sao có thể tránh khỏi, tức là trong cải cách ruộng đất có trả thù là không thể tránh khỏi, bởi vì cái bọn đó nó trước đây nó làm tay sai cho pháp, nó đối xử với những người nghèo và nó không thể tránh khỏi. Và đấy là vết nhơ bỉ ổi của thiểu số những con người đã tỏ ra nhẫn tâm vô đạo với chính đồng bào của mình. Không có dân tộc nào thích hợp với ý nghĩa để có thể sử dụng hai chữ đồng bào một bọc như dân tộc Việt Nam. Do vậy, để tránh vết mòn xe đổ, thời đại với dân tộc Việt Nam sẽ không cho phép bất cứ ai vin vào bất kỳ một thứ chủ thuyết hay một tôn giáo ngoại bang nào mà thực thụ nó đang có những cơ cấu nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam chỉ huy, lãnh đạo, ra lệnh để rồi súng nhau quay giáo đâm thẳng trực diện vào thân mạng đồng bào mình với nhau như nó đã từng xảy ra trong quá khứ. Thí dụ lính tập công giáo vây hãm hủy diệt Đinh Công Tráng, sát hại Trương Định, Nguyễn Trung Trực, bóp cò súng vào thân mạng tướng Cao Thắng, quật mộ Phan Đình Phùng, vân vân, là những thí dụ điển hình. Muốn làm được điều đó đến nơi đến chốn, chỉ khi nào mọi công dân, nghĩa là tất cả đồng bào Việt Nam, phải dương cao ý thức đúng đắn, nhất tề cùng xác định lập trường chính nghĩa. Chúng ta đều là con dân của đất Việt, chứ quyết không thể là thần dân của bất kỳ một ngoại bang nào, tức là không thể thần dân của kể cả của thành Rome đó. Tôi xin được quyền ứng dụng ba dấu chấm than ngay ở trường hợp như vậy. Cải cách ruộng đất, đồng bào bị giết tại miền Bắc.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết dao động khá lớn. Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957, thì khoảng 15.000 người bị xử tử. Theo Potter, từ 800 đến 2.500. Còn theo một tờ báo Moise, sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn, thì lại vào khoảng 5.000 người. Đó là theo giáo sư sử học James Harrison, vào khoảng 1.500 cộng với 1.500 bị cầm tù, tức là theo nhiều con số chứ không biết con số nào đúng. Vũ Thư Hiên cho rằng, Vũ Thư Hiên là một con chiên hiện nay đang chuyên nói ở trên kênh Thằng Khoa Khám quý vị. Vũ Thư Hiên cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số 15.000 người dẫn ở trên rất nhiều. Tuy vậy, ông chỉ có thể ước tính chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể. Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard và con số còn được đẩy tới 50.000 người. Nếu tính tổng số xã đã cài cách ruộng đất là khoảng 3.000. Mỗi xã có trung bình 1 hoặc 2 người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói. Những xã có số người bị bắn lên tới 3 hoặc 4 rất ít gặp. Có những xã không có ai bị, thì số người chết oan kể cả trong chỉnh đốn tổ chức, tính cả người bị bức kể cả trong chỉnh đốn tổ chức, tính cả người bị bức tử, nằm trong khoảng từ 4 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học cần dẫn nguồn. Theo giáo sư Lê Xuân Khoa, thì cuộc cải cách ruộng đất là một trong ba nguyên nhân chính đưa đến cuộc di tản 1954. Ngoài ra, ông nhận định lượng lúa gạo sản xuất ở đồng bằng sông Hồng đã bị giảm sút trong 2 năm cải cách ruộng đất và 1 năm sau đó. Rồi, phong trào tố cộng nhà Ngô giết dân Việt tại miền Nam. Ngồi tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu ông em mình đã nhân danh đảng cần lao nhân vị mà nhúng tay vào máu một cách khủng khiếp đến thế. Số người mà tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa đã bị cán bộ cần lao giết vì vu cho là cộng sản, phá hoại chế độ, đã được kiểm kê vào các năm 1964-1965 là 300.000 người. Nhớ quý vị nhé, Ly nói lại nhé. Cái số người chết trong cải cách ruộng đất thì khoảng, theo như là tác giả đó, thì nằm trong khoảng 4 đến 5.000 người nha. Còn có người, có những tác giả thì nói là 15.000 người, rồi có tác giả nói là 3.000 người. Nhưng mà có một cái con số thì nói của nước ngoài đó thì nói là 50.000 người đó nhé, cao nhất là 50.000 người chết trong cải cách ruộng đất. Nhưng mà trong cái phong trào tố cộng của, và những con số trong cải cách ruộng đất, những con số người chết trong cải cách ruộng đất mà các tác giả trong nước và nước ngoài đưa ra đây đó, thì số cao nhất là 50.000 người, mà số mà dự đoán chết ít nhất là 4 đến 5.000 người, đó là con số đấy. Còn trong cái phong trào tố cộng á, thì số người không phải phỏng đoán mà số người chết mà được kiểm kê đó, đã được kiểm kê vào các năm 1964-1965 là 300.000 người nha. Hơn 300.000 người bị chết oan, để rồi chỉ có một mình Cần ở miền Trung đền tội. Thật là điều bất công cùng cực. Đó là
kiểm điểm lại quá trình phát triển và những thành tích đẫm máu của cần lao ở miền Trung. Các sử gia và quan sát viên vô tư đều phải công nhận tính cách sát phạt khủng khiếp của lãnh chúa Ngô Đình Cần. Đó là một cái người ở hải ngoại họ viết nha quý vị. Còn đây Ly đọc cho quý vị nghe cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam. Cái bài này là ở trên Wikipedia nha, không có xuyên tạc đâu quý vị. Cuộc cải cách của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa diễn ra những năm 1953-1956. Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình nhằm phân chia lại ruộng đất nông thôn, xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần phản quốc, chủ yếu là cái bọn quân chiên làm tay sai cho Pháp. Tiêu diệt các thành phần phản quốc theo Pháp, chống lại đất nước, phản động, chống chính quyền như địa chủ phản cách mạng, Việt gian, cường hào, cộng tác với Pháp, được Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực hiện vào những năm 1953-1956. Theo luật cải cách ruộng đất thì cải cách ruộng đất có mục tiêu là thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam. Mục đích là như thế nha quý vị. Mục đích là thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác tại Việt Nam. Mà trong đó như trong cái tác phẩm gì của Bác Hồ ta, tự nhiên Ly quên ngang à. Bản án chế độ thực dân Pháp thì Bác Hồ viết ở cái chương 10 nói là ở trong Nam cũng thế, ruộng đất tập trung hết vào tay nhà Chung. Đó là lý do nó bị cải cách ruộng đất. Ly xin lỗi. Mời quý vị nghe tiếp nha. Theo luật cải cách ruộng đất thì cải cách ruộng đất có mục tiêu thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến, chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển, cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, lực lượng của kháng chiến, đẩy mạnh kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, củng cố chế độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc. Cải cách ruộng đất có mối liên quan chặt chẽ với phong trào chỉnh đốn đảng lúc đó. Đây là một trong những phương cách chính yếu mà những người theo chủ nghĩa cộng sản nghĩ rằng phải thực hiện để lập lại công bằng xã hội, đồng thời thiết lập nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng. Trong bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, các Marx đã tuyên bố cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc dựa theo mô hình thổ địa cải cách của Trung Quốc 1946-1949. Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để, với sự cố vấn trực tiếp của các cán bộ đến từ Trung Quốc. Sau 3 năm tiến hành, cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất công bằng cho đa số nông dân miền Bắc, xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến. Những cái người lính mà tham chiến ở Điện Biên Phủ á, lúc họ đi tham gia chống giặc thì hầu như họ chưa có một cục đất chọi chim. Rồi khi họ nhận được thư vợ con báo lên là nhà được chia ruộng chia vườn thì họ rất là hăng say chiến đấu quý vị. Đó cũng là một cái sự gọi là thôi thúc cho những người lính chiến đấu hăng say hơn và gan dạ hơn đó quý vị. Trong giai đoạn đầu, cải cách ruộng đất thu được kết quả tốt, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của nhân dân, khiến họ phấn chấn và tích cực chi viện cho kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, trong giai đoạn sau, từ giữa 1955, do vội vã nhân rộng cải cách tới nhiều địa phương, trong khi trình độ dân trí lại thấp,
đã khiến việc thi hành bị mất kiểm soát, gây ra nhiều phương hại và tổn thất, nhất là trong việc nông dân quá khích ở các địa phương đã lạm dụng việc xét xử địa chủ để trả thù cá nhân, thậm chí xảy ra việc dân chúng vu oan và tấn công cả những đảng viên cán bộ chính quyền. Sự quá khích này đã gây ra không khí căng thẳng tại nông thôn miền Bắc lúc ấy, gây phương hại đến sự đoàn kết của người dân, ảnh hưởng tới niềm tin của một số tầng lớp nhân dân với Đảng Lao động Việt Nam. Đến đầu năm 1956, cải cách bị đình chỉ và suốt một năm sau đó, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải tổ chức chiến dịch nhận khuyết điểm và sửa sai. Riêng Ngô Đình Diệm thì không bao giờ sửa sai và xin lỗi nha quý vị. Phục hồi danh dự và tài sản cho các trường hợp oan sai, cũng như cách chức nhiều cán bộ cấp cao chịu trách nhiệm về những sai lầm này. Đó là mục đích này. Theo thống kê phân bố ruộng đất ở miền Bắc trước năm 1945, chỉ có 4% dân số đã chiếm hữu tới 24,5 tổng số ruộng đất. Đó là những người địa chủ đó quý vị. Đầu năm 1945, tầng lớp nông dân nghèo không có hoặc chỉ có rất ít ruộng đất, chiếm 60% dân số ở nông thôn là không có ruộng đất hoặc rất ít, nhưng chỉ sở hữu khoảng 10% ruộng đất. Còn giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam, địa chủ thực dân Pháp, địa chủ công giáo chiếm không tới 5% dân số, nhưng chiếm hữu 70% ruộng đất. Ngay từ cuối những năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã mô tả nông dân Việt Nam như sau: ruộng bị Tây chiếm hết, không đủ mà cày, gạo bị nó chở hết, không đủ mà ăn, làm nhiều được ít, thuế nặng, đến nỗi chết đói, hoặc phải bán vợ đỡ con, hoặc đem thân làm nô lệ như những người nó chở đi tân thế giới, tức là đi làm bia đỡ đạn. Nạn đói năm Ất Dậu làm 2 triệu người chết, tỷ lệ chết đói cao nhất là những nông dân không có đất canh tác. Việc phân phối ruộng đất bất bình đẳng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các nạn đói mới hoặc bạo động có thể xảy ra trong tương lai. Trong báo cáo của Hồ Chí Minh tại khóa họp Quốc hội lần thứ 3, ông khẳng định chỉ có thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến mới có thể chấm dứt tình trạng bần cùng và lạc hậu của nông dân, mới có thể phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn của nông dân để phát triển sản xuất và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Mục đích của cải cách ruộng đất là tiêu diệt chế độ phong kiến, chiếm hữu ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến. Chương trình cải cách ruộng đất là một bước trong tiến trình giải quyết mâu thuẫn xã hội từ thời Pháp thuộc, đưa miền Bắc Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, do Đảng Lao động Việt Nam tổ chức và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực thi, hệ thống hóa và khai triển trên địa bàn rộng công việc mà nhiều chính quyền địa phương đã làm từ những năm đầu cách mạng tháng 8. Một là tịch thu tài sản ruộng đất do người Pháp, người dân di cư hay Việt gian, những người theo Pháp bỏ lại hay bỏ hoang vì chiến tranh. Hai là phân chia cho tá điền. Ba là cắt giảm địa tô. Bốn là bãi bỏ mọi khoản tiền thuê ruộng. Năm là phục vụ cho nhiệm vụ tối cao của dân tộc lúc đó là đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn. Theo các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các công việc này cũng được Đảng và Chính phủ tiếp tục từng bước giải quyết trong kháng chiến chống Pháp, nhưng đến 1953 thì mới được phát triển rộng, bắt đầu tại Thái Nguyên. Tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội để phát động chiến dịch, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh đã phát biểu: luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân chí nghĩa hợp
lý hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông bần nông trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ. Trước đó, thông tư liên bộ của năm 1949 đã đưa ra những nguyên tắc chủ yếu về việc phân chia tạm thời ruộng đất cho nông dân, mà những ruộng đất này họ tịch thu được từ điền chủ của người Pháp, từ điền chủ người Việt thông đồng với Pháp. Hội nghị cán bộ trung ương lần 6 tháng 5 năm 1948 đề ra chính sách tịch thu ruộng đất và tài sản của Việt Giang, đưa ra tòa án tuyên bố rõ ràng ruộng đất thì chia cho dân cày cấy, còn tài sản thì tùy từng trường hợp cấp cho dân cày, những đồn điền tịch thu của Pháp giao cho chính phủ tạm thời quản lý. Thành lập ở mỗi đồn điền một ban quản trị có trách nhiệm phân phối ruộng cho dân, giúp đỡ kế hoạch cho dân cày cấy. Đó là chính sách, chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt tại hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành cuộc tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 30 nhấn mạnh mâu thuẫn giai cấp ngày càng diễn ra gay gắt ở Đông Dương là một bên thì thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ, một bên thì địa chủ phong kiến, tư bổn và đế quốc chủ nghĩa. Luận cương xác định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là Ly chỉ đọc sơ sơ như vậy để quý vị hiểu là tại sao ta gọi là quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Và nếu mà quý vị có thể dựa vào những cái tác phẩm như Vợ chồng A Phủ nè, Chị Dậu nè, Lão Hạc nè, Làng Vũ Đại ngày ấy vân vân, để biết được là cuộc sống của người nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc là như vậy đó. Hay là ở trong Nam có tác phẩm như là Đất Phương Nam á, là nhà cậu bé An đi coi phim Ly vẫn đó. Nhà cậu bé An á, là tá điền, nhận ruộng của ông bà hội đồng làm, thì làm xong về lúa đông phơi thì bà hội đồng cho người đưa thuyền tới chở hết. Thì đến mùa sau, vụ sau đó thì gia đình nhà cậu bé An đó là thu hoạch lúa về xong là lén xay được một ít gạo cho vào một cái lu chôn xuống dưới đất để có cả nấu cháo ăn, chứ còn nếu không thì địa chủ đến xúc sạch. Và đó là mục tiêu của cải cách ruộng đất, là để đem lại ruộng đất cho dân cày, để người cày có ruộng. Nhưng chỉ là trong quá trình làm có một số cán bộ họ vì tư thù có cá nhân cho nên đã làm cho cái cuộc cải cách ruộng đất làm cho Bác Hồ phải khóc và xin lỗi. Còn cái phong trào tố cộng của Ngô Đình Diệm mặc dù đã thống kê là chết hơn 300.000 người nhưng không hề có một cái lời xin lỗi. Và Ly sẽ đọc sơ một cái đoạn Đảng Cần Lao của Chu Bằng Lĩnh. Có một khúc Quanh Đêm Tối và Thê Lương nói về cái phong trào tố cộng nhé, cũng của: Nếu Việt Nam không phải là một dân tộc quật cường thì có lẽ đã không có một Việt Nam như ngày nay. Cũng vì quá trình lịch sử, cũng vì vị thế địa lý, cũng vì những ngọn gió chính trị tôn giáo, dân ta liên tục đã phải làm lịch sử. Chống cộng cũng là một chiêu bài của Thiên Chúa Giáo La Mã, đã làm dân ta điêu đứng và chia rẽ, đưa đến hận thù không biết đến bao giờ mới hết. Xin mời bạn đọc đoạn trích thuật liên quan đến nỗi thống khổ này từ quyển Đảng Cần Lao của Chu Bằng Lĩnh do Trần Quang Diệu giới thiệu. Đây là Đảng Cần Lao của Chu Bằng Lĩnh. Trong những tháng năm dài quê hương binh lửa dậy, người dân miền Trung Việt Nam là khu vực hứng chịu nhiều đau thương thảm khốc nhất. Ngoài các hiện tượng thiên nhiên thời tiết khắc nghiệt, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, nó như cái eo của người phụ nữ xinh đẹp trên vóc dáng bản đồ Việt Nam. Hai đầu thì phình ra, ở giữa thì eo nhỏ lại, bị những kẻ vũ phu đam tâm vùi dập. Miền Trung cũng là nơi mà những người dân bị dắt lên đôi vai của họ nhiều vô số những bi thương thảm lụy do chính đồng bào của họ gây ra. Xin mời độc giả chúng ta cùng theo dõi một quá khứ không xa trong vô vàn thống khổ, những sự chết chóc qua tác phẩm Đảng Cần Lao của nhà văn Mạc Thu Lưu.
Mạt Thu Lưu Đức Sinh, tức ông Chu Bằng Lĩnh, mà có lẽ đã không ít người biết đến. Ông đã viết ở những trang 132, 133, 134 như sau. Ông Ngô Đình Cẩn nhận được báo cáo của giác nhân thủ túc gửi về Huế cho biết, nhờ sự anh minh của Ngô Tổng thống và nhờ uy tín lớn lao của ông cậu, nay đã hoàn toàn nắm vững được dân miền Trung. Từ nay, Cộng sản không còn đất sống ở miền Trung nữa. Tuy nhiên, tất cả các phúc trình gửi lên Cần đều kết luận như nhau bằng câu sau đây: Đảng Cần Lao đang bị phá hoại bởi bọn người phản loạn gồm bọn tự xưng là quốc gia. Vậy xin chỉ thị của cố vấn chỉ đạo để chấp hành. Và lẽ dĩ nhiên lệnh của Cần đã được ban xuống cho các cán bộ lãnh đạo Cần Lao khắp Trung Việt là tiêu diệt cho hết bọn chống đối phản loạn đó đi. Một giai đoạn đẫm máu đã tiếp theo sau đó, nhân danh Cần Lao, biết bao nhiêu vụ trả thù trả oán đã được thực hiện, bao nhiêu sinh mạng người dân vô tội đã bị chết oan thảm khốc. Và sau một năm trời triệt để tiêu diệt phản loạn, các cán bộ lãnh đạo Cần Lao tại miền Trung lại lần nữa báo cáo lên Cần, bọn phản loạn đã rút vào ẩn nấp hết, xin chỉ thị hành động. Và chỉ thị của Cần được ban xuống từ trên mặt chiếc sập vụ to lớn trước cơi trầu. Cần đang nhai lẻm bẻm, tiêu diệt hết bọn ma quỷ. Và giai đoạn đổ máu lại tiếp diễn, nhưng lần này thảm khốc hơn và ác liệt gấp chục lần trước. Lần này những vụ tàn sát tập thể đã xảy ra, nhân danh Cần Lao diệt trừ cán bộ cộng sản nằm vùng. Mối thâm thù máu lệ giữa một số đảng quốc gia và Phật giáo miền Trung với chế độ nhà Ngô khởi sự từ đó. Tức là từ đó cho nên họ mới thù chế độ nhà Ngô đó quý vị. Trong lúc Cần vẫn ngồi chễm chệ trên mặt chiếc sập gỗ, nhai trầu và ra lệnh cho bọn tay chân. Ly xin nhắc lại, ông Chu Bằng Lĩnh là người bên phía Việt Nam Cộng Hòa nhé. Thì dân miền Trung cũng khởi sự ý thức được rõ rệt thế nào là đảng Cần Lao và ai thực sự lãnh đạo tất cả các cuộc tàn sát khủng khiếp nhân danh ông cậu và nhân danh công cuộc chống cậu. Ngồi tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu ông em mình đã nhân danh đảng Cần Lao nhân vị mà nhúng tay vào máu một cách khủng khiếp đến thế. Số người mà tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa đã bị cán bộ Cần Lao giết, vu cho là cộng sản, phá hoại chế độ, đã được kiểm kê vào các năm 1964 đến 1965 là 300.000 người. Hơn 300.000 người bị chết oan, để rồi chỉ có một mình Cần ở miền Trung bị đền tội. Thật là điều bất công đến cùng cực. Đó là Ly chỉ đọc sơ như vậy để so sánh giữa cải cách ruộng đất đem lại ruộng cày cho dân và phong trào tố cộng ở miền Trung dưới chế độ Ngô Đình Diệm, để cho quý vị có cái sự so sánh. Ly xin kính chào quý vị và hết rồi thưa quý vị.